cho con hỏi khi các sư thầy về giảng pháp có cho đại chúng đọc tâm quy và ngũ giới xong tán tháng ưng đức phật như vậy có coi như là đã quy y không hay phải gặp riêng vị đó mới là quy y cái quan trọng là khi quý vị đọc cái tam quy ngũ giới đó quý vị có gọi là có chủ ý quy y hay không hay là cái kiểu giống như là mình đọc vẹt nếu như mà quý vị đọc tam quy và ngũ giới là quý vị có cái chủ ý mà mình hãy dùng cái từ tác ý, mình, mình, thì dùng cái từ chủ ý, tức là cái ý muốn của mình, mình quy y, thì khi đó cái sự tam quy và ngũ giới của mình thành tựu ngay lúc đó, không cần phải gặp riêng bị đó đâu ha.